Rồi, đây là cái máy Rico MB5002. Sau khi mà máy báo hết mực các bạn, mình thay cái ống mực vào. Thì bây giờ mình in cái tờ counter ra ha. Rồi, bấm Start. Thì máy in cái tờ counter ra. Là thường khi mà để hết mực hẳn luôn á, thì khi bạn lắp mực vào, một số trường hợp là mực xuống chưa có đủ các bạn. Để bạn thấy cái logo tam giác này ha, bản in ra bị mờ. Rồi, bây giờ mình sẽ bơm mực cưỡng chế nó xuống ha. Thì bằng cách là các bạn sẽ vào cái SD mode reset mà 107 C clear giữ luôn. Các bạn giữ luôn ha. Đến khi mà xuất hiện cái giao diện mới thì các bạn chọn dòng trên cùng System SP. Rồi sau đó bạn sẽ nhập vào cái số là 2207. Sau đó bạn bấm thăng. Tiếp theo bạn sẽ bấm vào chữ SQ trên màn hình cảm ứng nha các bạn. Thì lúc này cái lệnh bơm mực á từ ống mực xuống cái hopper của cái BCU của Ricoh MB5002 nha các bạn. Thì bình thường mà các bạn in mà bản in ra bị mờ ha, khi mà bạn thay ống mực thì các bạn có thể dùng cái SP mode này để bơm mực xuống. Khuyến cáo bạn là không lạm dụng SP mode này nha. Một số trường hợp mà mờ do BCU thì chúng ta phải xử lý cái BCU ha. Rồi, sau khi mà xong thì hiện ra chữ không lịch thì bạn bấm chữ exit. Exit luôn. Bây giờ mình thoát ra luôn ha. Sau đó mình sẽ in cái tờ counter lại nha các bạn. Gestone counter. Counter Green Catalyst. Bấm Start là máy in ra cái tờ counter có cái tam giác để các bạn nhìn vào đó để biết được là mực đủ thiếu ha. Đây. Sau khi thực hiện xong thì nó đẹp ok nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.